Xin chào các bạn. Trong video ngắn này đó thì tôi sẽ cố gắng trả lời hai câu hỏi của một bạn. Câu hỏi đầu tiên là anh làm việc xong chưa? Và câu hỏi số 2 là từ khi nào? Chẳng hạn như là anh hút thuốc từ khi nào? Và tiện đây tôi làm video luôn bạn. Anh làm việc xong chưa? Thì dịch tiếng Thái ra là Pi tham ngàn sệt léo rử dân. Pi này đó có thể là chị. Tôi có thể đây hỏi là chị làm việc xong chưa? Hay là anh làm việc xong chưa? Thì cùng một câu hỏi Pi bạn. Pi tham ngàn là anh làm việc, sệt là xong, léo rử dân nghĩa là anh làm việc xong rồi hay chưa. Thật ra đây tôi có thể viết ngắn lại trước bạn. Mình có thể hỏi là Pi tham ngan sệt rử dân khó cần leo bạn. Nghĩa là mình hỏi anh làm việc xong hay chưa. Thật ra tôi có thể xóa chữ rử này cũng được bạn. Pi tham ngan sệt dân là anh làm việc xong chưa, thì tương đối với năm chữ Việt Nam trên đây bạn, anh làm việc xong chưa, anh là Pi hay là chị là Pi, làm là thăm, việc là ngan, xong là sệt, chưa là dân. Pi tham ngan sệt dân. Nếu mà mình muốn hỏi anh làm việc xong rồi hay chưa thì mình nói là Pi tham ngan sệt léo rử dân. Và bây giờ mình sẽ trả lời anh làm việc xong chưa. Nếu mà xong rồi đó thì mình nói sệt léo. Sệt là xong, léo là rồi là xong rồi. Nếu mà còn chưa xong đó thì bạn nói yang mai sệt. Yang mai sệt. Mai sệt là không xong, yang mai sệt là vẫn chưa xong bạn. Còn nó bạn gần xong rồi đó bạn nói cướp sệt léo. Cướp là bạn đó là gần bạn, gần. Gần xong rồi, cướp sệt léo. Thí dụ bạn vừa xong thì bạn nói sao? Nghĩa là vừa xong đó. Thì vừa đó là phượng. Phượng sệt bạn. Phượng sệt là vừa xong. Đây là bốn câu trả lời bạn. Và bây giờ thí dụ mình muốn nói về phút chút bạn đó, thì mình nói chẳng hạn đó, tôi chỉ cần 5 phút nữa thôi sao bạn? Thì mình sẽ trả lời như là Piêng hạ na thi ịch thao nắn. Chỉ cần 5 phút thôi. Piêng hạ na thi ịch thao nắn. Chỉ cần 5 phút thôi. Hay là nói tắt hơn nữa bạn, nói là thêm 5 phút nữa. Thêm 5 phút nữa. Thì bạn trả lời là Phơm hạ na thi ịch. Bạn để ý nhé. Cố ý mang mấy chữ này ra để cho bạn coi bạn. Dăng này bạn nào là còn. Cược là gần. Quước là vừa. Phiện là chỉ. Hay là đúng. Đúng 5 phút nữa thôi. Còn thêm 5 phút nữa là phơm. Ha na thi ịt là thêm 5 phút nữa. Chẳng hạn như mình nói trả lời đó bạn đó. Thì nói là cho tôi thêm 5 phút nữa thì bạn nói sao? Hai chắn phơm ha na thi ịt. Hay là hai phẩm, hai chắn, ha na thi ịt cũng được bạn. Và đây là những câu trả lời cho câu anh hay chị làm việc xong chưa. Nếu mà các bạn có câu trả lời khác hay là có ý kiến gì đó, bạn cho tôi biết bạn nhé. Đây là câu trả lời tôi có bạn. Và câu kế tiếp đó sẽ hỏi là từ khi nào bạn. Chẳng hạn như là anh hay là chị hút thuốc từ khi nào nhé. Cái này là khôn bạn. Như bạn hút thuốc từ khi nào đây? Bạn hút thuốc từ khi nào? Khun chụp buri tăng tè mưa rầy. Khun chụp buri tăng tè mưa rầy. Tăng tè đó là từ khi nào? Từ khi. Mưa rầy là khi nào? Nghĩa là ăn hút thuốc. Buri là thuốc bạn này. Chụp buri là hút thuốc. Khun chụp buri tăng tè mưa rầy. Nghĩa là anh hút thuốc từ khi nào? Và câu trả lời, một câu trả lời đó là
từ khi tôi 18 tuổi. ตั้งแต่ฉันอายุ18ปีตั้งแต่ là từ khi ฉันอายุ là tôi 18 tuổi ตั้งแต่อายุ18ปี và câu kế tiếp đó là từ khi tôi bắt đầu đi học đại học sao bạn từ khi tôi bắt đầu đi học đại học ตั้งแต่ฉันเริ่มต้นเรียนที่มหาวิทยาลัย đại học đó là มหาวิทยาลัยนะยายจุ๊บเหมือนเนี้ยมหาวิทยาลัย là đại học mà và bắt đầu đó là เริ่มต้น hay nhiều khi เริ่ม cũng được bạn là bắt đầu còn riêng là học bạn tặng tè là từ khi thì câu trả lời là từ khi tôi bắt đầu đi học ở đại học tặng tè chẳng riêng rơm tặng tè chẳng rơm tôn bài riêng thi mà hả vị thang gia lầy tặng tè chẳng rơm tôn riêng thi mà hả vị thang gia lầy có thể bạn không cần đọc chữ rơm tôn mà nhé đó là câu trả lời số 2 còn câu trả lời số 3 cái này dĩ nhiên là không có rồi bạn tôi muốn để đây thôi từ khi sinh ra bạn nghe rất là nhiều trong bài hát hay là trong phim Thái vậy đó tăng tè cợt ma nghĩa là từ hồi sinh ra tăng tè cợt ma nghe hoài bạn với là kindi yudi đó bạn nó sẽ nghe hoài bạn nhé tăng tè cợt ma là từ khi sinh ra và câu cuối ấy, để trả lời bạn đó là từ khi tôi lập gia đình sao bạn tăng tè chẩn tè ngan tăng tè chẩn tè ngan tè ngan đó là lập gia đình hay là cưới hỏi với bạn lúc nãy tôi ăn hơi lộn chút bạn nha chẳng hạn như bạn hỏi thuốc thì khôn bạn nha thì đây chẩn là tôi viết cho đàn bà bạn này cảm ơn các bạn hy vọng gặp các bạn trong video tới.